Bảo hiểm nhân thọ là một cách để bảo vệ gia đình, nợ nhà và tài sản khi quý vị ra đi quá sớm. Và hôm nay, công ty Transamerica sẽ gánh vác thêm một gánh nặng nữa cho quý vị, đó là bệnh tật già yếu. Quý vị có quyền lấy về từ tiền tử để thay thế mức thu nhập mà quý vị đã bị mất đi. Xin hãy liên lạc với chúng tôi để được tham khảo miễn phí. Phương Đỗ, Kê Vịnh và Đoan Trang, xin chào quý vị. Xin kính chào quý vị trở lại với chương trình Bảo hiểm và Tài chánh ngày hôm nay của chị em chúng tôi. Chúng tôi rất là hân hạnh gặp quý vị. Thì cái chương trình của chúng tôi phát sóng mỗi tuần vào ngày thứ tư vào buổi tối, và những cái chương trình chúng tôi muốn mang lại cho quý vị những cái một số kiến thức về vấn đề bảo hiểm và tài chánh như vậy. Thì để tiếp tục cái chương trình hồi tuần trước, chị em chúng tôi muốn nói về cái lợi ích của cái cuộc sống của chúng ta ở trên nước Mỹ này. Thì thưa quý vị, đúng như vậy, khi mà chúng ta là những người di dân, chúng ta tới cái nước Mỹ này, chúng ta cũng muốn cái mưu cầu một cái cuộc sống nó phải thịnh vượng. Thì và chúng ta có những người sẽ chọn nước Mỹ này là quê hương thứ hai. Mình cũng muốn trở thành những cái cuộc sống của mình cho tới khi mình nhắm mắt ở trên một cái đất nước này, và mình giữ làm sao cho cái cuộc sống của mình nó luôn luôn nó có một cái đời sống nó vui vẻ và thịnh vượng. Thì như anh em của chúng tôi nói với quý vị lần trước, theo có thống kê của người Mỹ đó, thì mình chỉ cần 75% cho cái income của mình hiện tại, bây giờ mình đang làm việc, thì mình cũng có thể giữ được cái standard, cái cuộc sống nó hài hòa như vậy cho tới khi mình mất. Thì để làm sao có cái 75% đó, thì anh em chúng tôi tiếp tục hướng dẫn cho quý vị để quý vị có thể dùng cái bảo hiểm tài chánh của hãng Transamerica để mà tích lũy tài sản, tích lũy tiền, và khi mà mình rơi vào những cái bệnh tật thì mình sẽ dùng những cái tiền đó và mình vẫn giữ được cái tài chánh của mình khi mà mình đã tích lũy trong cuộc sống của mình. Thưa quý vị, thì cũng như anh em của chúng tôi nói rằng có nhiều khi mình mua một cái hợp đồng bảo hiểm mình cũng không hiểu được nó là như thế nào, thì chính vì những người agent như chúng tôi sẽ ngồi xuống để cho quý vị hiểu được cái hợp đồng bảo hiểm nó bây giờ nó có thiếu sót ở cái phần nào, và chính là cái long term care với lại cái living benefit chính là cái hợp đồng bảo hiểm mà ngày hôm nay nó hình thành rất là giúp cho quý vị, vừa bảo vệ cho quý vị khi mà mình rơi vào những cái bệnh tật và mình giữ được cái 75% cái standard living của mình cho tới khi mình nhắm mắt. Thưa quý vị, thưa quý vị, để tiếp lời với lại chị Phương, mình thấy ra một điều á, là bây giờ mình đi làm mình có tiền, nhưng mà khi mình về hưu chắc chắn mình không đi làm, thì làm sao mình kiếm đâu ra 75% của cái số thu nhập tương đương hiện thời để mình có được một cái cuộc sống thoải mái, dư dả trong tuổi già. Kính thưa quý vị, mình sẽ có rất là nhiều cái phương cách để dành tiền cho cái tuổi về hưu của mình. Mình có 401k, mình có IRA, mình có thể có những tiền mặt hoặc là để tiền CD trong saving của nhà băng, hoặc là một số quý vị may mắn nhất là ở trong vùng Silicon Valley này, mình đã mua được một căn nhà, hai căn nhà gì đó để mình cho thuê, vân vân. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng có một cái cách để mà tạo thêm thu nhập, mà đây là cái cách thu nhập không thuế, kính thưa quý vị, đó là sử dụng cái bảo hiểm nhân thọ như là một cái nguồn income không thuế cho mình khi về hưu. Và làm sao để được như vậy thì xin quý vị liên lạc với lại anh em chúng tôi là những chuyên viên cố vấn về tài chánh. Chúng tôi ngồi xuống với quý vị, sẽ tính toán với quý vị và nhìn ra được những con số, số nào mình cần và cái đóng góp của mình như thế nào để nó vừa đúng trong luật thuế mà mình vẫn có thể có được những cái lợi điểm có về income là không thuế. Mời Đăng Trang. Thưa quý vị, thì khi mà quý vị vừa mới nghe anh Kevin nói đến tới cái mùa thuế đó, thì Đoan Trang tin chắc rằng là mùa thuế cũng đã qua rồi, phải không ạ? Và cũng có rất là nhiều quý vị rất là vui khi mà năm nay mình được lấy thuế nhiều hơn năm trước, nhưng mà cũng sẽ có một số quý vị buồn là mình đã bị đóng thuế lại. Nhưng mà Đoan Trang tin chắc là có rất là nhiều gia đình khi mà mình có con nhỏ đó, thì mỗi năm mình đều được lấy thuế về rất là nhiều. Và trong cái group của Đoan Trang đó quý vị, thì chị Phương ngoài về cái
cái lĩnh vực về tài chính, thì chị cũng là một chuyên gia về lĩnh vực về thuế. Thì mỗi năm chị cũng đã giúp được cho rất là nhiều người. Sau khi khai thuế, lấy tiền về thì chị cũng có advice cho rất là nhiều người có thể dùng cái tiền thuế đó bỏ vô một cái chương mục bảo hiểm để có một cái số tiền tích lũy cho con cái của mình. Thì khi mà nghe nói đến vấn đề đó đó quý vị, thì Đoan Trang lại nghĩ đến một cái người khách của mình. Chị cũng có một cái idea giống như vậy, Đoan Trang thấy rất là hay. Tức là mỗi một năm mà tới cái mùa đi khai thuế đó là chị lại gọi Đoan Trang và chị nói ra là chuẩn bị để mà gặp chị, để chị đưa cho Đoan Trang một cái check để mà chị, khi mà chị lấy tiền thuế về đó, thì mỗi một năm chị sẽ đóng, thay vì người ta đóng tiền vô trong một cái account của con mình mỗi một tháng một lần, thì đây chị lại đóng vô cứ một năm một lần. Và cứ mỗi năm mà chị khai thuế xong, chị lấy được tiền thuế về, thì chị lại dùng cái số tiền đó chị bỏ vô trong cái account của con mình, thì cho rằng đó là một cái tiền tiết kiệm để dành cho con cái của chị sau này. Và chị có nói một câu Đoan Trang thấy rất là hay. Chị nói rằng thay vì cái tiền thuế mà lấy về đó mình mua quà, mua đồ này kia cho con cái, thì nó cũng mất đi và cũng không có làm được gì cả. Nhưng mà cái tiền đó đó mình bỏ vô trong cái hồ sơ cho con của mình, thì mai mốt cháu nó lớn, nó vô đại học, thì mình cũng có được một cái số tiền cho con mình. Đây cũng giống như là một cái số tiền tiết kiệm để dành. Đoan Trang thấy rất là hay thưa quý vị. Nếu mà quý vị muốn tìm hiểu về cái vấn đề đó, quý vị cũng có thể liên lạc với chị Phương, thì chị cũng có thể dành rất là lâu năm về thuế đó, thì chị cũng có thể advise cho quý vị cái tiền thuế lấy ra và bỏ vô như thế nào. Ngoài ra đó, thì khi mà quý vị nghe anh em của Đoan Trang nói rất là nhiều về cái vấn đề là mình phải làm sao khi mà tới khi mình về hưu đó, mình phải có một cái số income là 75% so với cái mức income hiện tại của mình, thì mình mới có thể có một đời sống gọi là tương đối là an nhàn. Nhưng mà câu hỏi của Đoan Trang đặt ra ở đây là nếu mình không có về hưu mà mình rơi vào bệnh tật hoặc là mình bị qua đời, thì quý vị biết khi mà rơi vào bệnh tật đó, thứ nhất là mình mất income. Mà income đã không có, mình lại phải chi tiêu cao hơn nữa tự bởi vì căn bệnh của mình. Thì thử hỏi tiền ở đâu để mà chi trả cho những cái vấn đề đó. Khi mình qua đời, chắc chắn người thân của mình sẽ mất income. Thì nếu mà như vậy không phải là 75%, mà là hơn 100% cần với cái số tiền mà để thay thế cái mức thu nhập mình đã bị mất đi, phải không thưa quý vị? Cho nên để giải quyết được vấn đề là cần 75% cái vấn đề thu nhập để so với mức tiền mà khi mà mình về hưu và khi mình rơi vào bệnh tật, khi mình qua đời, Đoan Trang tin chắc rằng là một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của công ty Transamerica có được hết tất cả những cái quyền lợi đó ở bên trong cho quý vị. Vâng thưa quý vị, thì nói về vấn đề mình bỏ tiền vô, lấy tiền thuế, bất cứ một cái gì, bất cứ những cái nguồn tài chính nào của mình bỏ vô, thì người ta gọi là cái đầu vô thì mình cũng phải nghĩ cái đầu ra. Thì mình bỏ những cái gì, khi mà mình bỏ vô những cái gì và mình lấy ra được những cái gì, đó chính là cái lo lắng của nhiều người khi mà họ đi mua bảo hiểm. Rất là nhiều người hỏi rằng có thật sự là như vậy không? Ví dụ như bây giờ Vương đã nói một cái người bỏ vô một cái bảo hiểm nhân thọ 250.000 mà một tháng họ đóng chỉ có 100 đồng, hơn 100 đồng, thì một năm họ đóng có 12.000, thì câu hỏi được đặt ra là tôi đóng mới có 12.000 hay là 24.000 cho 2 năm đi, mà tại sao tôi lấy được một 250.000? Cái chuyện đó có thiệt hay không? Thưa quý vị, thì mình phải nói một điều là như vậy. Cảm ơn cái nền tài chính của nước Mỹ và cảm ơn cái vấn đề bảo hiểm trên nước Mỹ. Họ luôn luôn họ bảo vệ cho cái người mà đi mua những cái sản phẩm của họ. Thưa quý vị, thì như vậy, Phương họ cũng sẽ hỏi là quý vị mình có mua bảo hiểm xe hay không? Dĩ nhiên ai cũng phải có mua bảo hiểm xe. Thì cái tiền quý vị bỏ vô cái bảo hiểm xe một tháng như vậy chỉ có vài chục đồng thôi, có khi cũng lên cả trăm. Nhưng mà khi mà quý vị bị đụng xe, ví dụ như những người mà mua 2 triệu, bị đụng xe total loss, nguyên một cái xe người ta đền lại cho mình nguyên một cái xe theo cái giá trị của hiện tại. Mà mình chỉ đóng có 100 hoặc 100 mấy cho một tháng thôi, đúng không quý vị? Đó là chính vì cái cấu trúc của cái nền tài chính và bảo hiểm nó là như vậy. Bảo hiểm là để bảo vệ cho quý vị khi mà mình rơi vào những cái hiểm nghèo. Đó là do đó đó, thì tất cả những cái tiền, ví dụ như quý vị bỏ vô, nó giống như là bỏ vô một cái quỹ, nó gọi giống như một cái hồ, người Mỹ họ nói là bỏ vô một cái pool vậy đó, thì cả thế giới bỏ chứ đâu phải một mình bỏ, cả thế giới bỏ tiền vô đó, thì khi mình có những cái chuyện hiểm nghèo thì người ta sẽ lấy tiền đó ra, người ta sẽ đền cho những để giúp cho mình qua những cơn hiểm nghèo đó. Do đó thì quý vị không có lo gì hết. Khi mà quý vị đã vô một cái hợp đồng bảo hiểm rồi thì và cái lời hứa của cái hãng bảo hiểm họ sẽ trả cho quý vị, thì chắc chắn sẽ thực hiện cái lời hứa đó. Và
Sau đây thì Phương cũng cho quý vị một cái thí dụ là anh Kevin sẽ nói cho quý vị biết là đó là một cái lời hứa mà hãng bảo hiểm đã trả ra cho một cái case ở trong cái văn phòng của Phương như thế nào. Kính thưa quý vị, gần đây chúng tôi có giúp cho một khách hàng pha một cái claim. Cái trường hợp của chị là như vậy. Năm ngoái chị đến chị mua, chị 56 tuổi, sức khỏe bình thường, chị mua một cái hợp đồng bảo hiểm mệnh giá là 150.000. Cái premium tức là tiền hàng tháng chị đóng là 136 đồng mỗi tháng. Thì sau 9 tháng thì chị được bác sĩ hội chẩn là chị mắc bệnh teo cơ. Chị rất là đương nhiên, gia đình rất là xôn xao bàng hoàng. Nhưng mà cái vấn đề là khi mà xảy chuyện như vậy đó, chị không đi làm, trong gia đình mất một cái nguồn income cũng là đáng kể, thì là phải xoay sở như thế nào. Chúng tôi đã giúp chị file cái claim dưới cái điều kiện là Living Benefit Rider, thì chị nhận được 90% của cái mệnh giá hợp đồng, tức là 135.000. Quý vị thấy đó, mới đóng có 9 tháng, mỗi tháng 136 đồng, thì cái tổng cái tiền đó chị đóng vô chỉ có mới có 1.224 đồng mà thôi. Tuy nhiên cái tiền lãnh ra đó là 135.000. Ở đây mình thấy có cái sự sai biệt như vậy, nhưng mà đó là cái hình thức của bảo hiểm. Mình không có nói tới cái vấn đề tiền bạc, tại vì cái mục đích chính, cái giá trị của cái hợp đồng bảo hiểm đó là cái sự an tâm cho gia đình, cái sự bảo vệ, lấy cái cuộc sống cho gia đình, cái bảo vệ tài chánh cho gia đình. Tức là khi một người rớt vô tình trạng bệnh tật hoặc là không đi làm được, thậm chí mất đi, thì cái hợp đồng bảo hiểm sẽ trở thành một cái quỹ tài chánh hoặc là một cái gì đó ít nhất để giúp cái gia đình trong cái cơn nguy khó. Khi mà quý vị vừa mới nghe cái ví dụ một cái trường hợp đã xảy ra trong văn phòng, thì quý vị thấy được rằng là một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là một cái cách để bảo vệ cho gia đình của mình. Và như anh Kevin đã nói, mua lấy một cái sự an tâm cho gia đình. Quý vị biết rằng là trong đời sống của chúng ta, không ai mong muốn cái điều bất trắc sẽ xảy ra cả, không ai mong muốn bệnh tật sẽ xảy ra. Không phải là mình đi mua một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ để mình mong mỏi rằng là mình có chuyện gì xảy ra để công ty bồi thường cho mình một cái số tiền lớn. Không phải như vậy, mà chúng ta đang mua lấy để phòng ngừa nếu cái điều bất trắc xảy ra, không ai có thể giúp cho chúng ta bằng chính bảo hiểm, chính bản thân của chúng ta mua lấy một cái chương trình và công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ trả. Giống như trong cái case mà anh Kevin vừa mới trình bày, khi mà cô ta rơi vào bệnh tật đó quý vị, ai sẽ là người cho cô ta một cái số tiền là 135.000 đây? Đó là chính cô ta đã tự tạo lập lấy cho mình. Và khi cô ta rơi vào bệnh tật thì công ty bảo hiểm nhân thọ phải trả cho cô ta một cái số tiền là 135.000. Đó là cái sự thỏa thuận giữa công ty và khách hàng. Nhưng mà không có nghĩa rằng là ai cũng có quyền được mua được, thưa quý vị. Quý vị mua với điều kiện là quý vị phải có sức khỏe tốt thì công ty mới đồng ý bán cho quý vị. Nhưng mà khi công ty đồng ý bán cho quý vị rồi thì công ty phải chấp nhận lấy cái rủi ro. Nếu như không may mắn chúng ta bị rơi vào một căn bệnh quá sớm, sau khi mở một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì công ty phải có trách nhiệm bồi thường cho chúng ta cái số tiền đó. Cái đó được gọi là bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm là để bảo vệ những cái sự nguy hiểm cho cái tính mạng của mình, đúng không ạ? Thì không biết thì quý vị có cảm nhận được giống như Đoan Trang hay không, hay là chị Phương cũng giống như anh Kevin. Nhưng mà Đoan Trang đó, thì trong thời gian vừa qua đó quý vị, từ đầu năm tới giờ, những người xung quanh của Đoan Trang, những người Đoan Trang biết rơi vào bệnh tật rất là nhiều. Cái đó là một điều mà làm Đoan Trang cũng cảm thấy sợ hãi, thưa quý vị. Không qua đời thì cũng phải bị ung thư này, ung thư kia, mà rất là nhiều người từ đầu năm tới giờ Đoan Trang thấy được. Cho nên quý vị ơi, cuộc sống của chúng ta không ai biết được. Người xưa thường có câu, trời kêu ai nấy dạ. Cho nên khi mà chúng ta mong muốn có bệnh tật hoặc không có bệnh tật trong cơ thể của mình, nhưng nếu bệnh tật có xảy ra, ít nhất chúng ta cũng có một cái sự bảo vệ cho gia đình, phải không ạ? Vâng, thưa quý vị, đúng như vậy. Bởi vì vậy mà cái hoài bão của anh em của chúng tôi cứ lúc nào cũng muốn lên để mà mong rằng quý vị mưu cầu một cuộc sống thịnh vượng thì quý vị sẽ được bảo vệ, chắc chắn là như vậy. Và cái nếu mà quý vị nghĩ rằng mình không có bỏ vô, cái đầu vô không có thì làm sao có cái đầu ra, đúng không quý vị? Phải có vô thì mới có ra. Thì bây giờ quý vị nhín một chút xíu để mình bỏ vô đây, để khi mà về sau mình có những cái gì thì mình sẽ được bảo vệ, và lúc đó mình sẽ cảm thấy an toàn khi sống trên cái đất nước Mỹ này, đúng không quý vị? Thì nếu mà quý vị có những cái câu hỏi gì, hoặc là quý vị cảm thấy
cái hợp đồng bảo hiểm của quý vị nó chưa có đầy đủ thì xin liên lạc với anh em chúng tôi. Số điện thoại của Phương Đỗ là 408-316-6248. Và số điện thoại của Kevin là 408-360-7777. Và số điện thoại của Đăng Trang là 408-750-7849. Quý vị ơi, thì cái chương trình ngày hôm nay đó, Đăng Trang cũng giống như chị Phương và anh Kevin xin hẹn lại quý vị tuần sau sẽ có rất là nhiều cái đề tài rất là hay liên quan đến vấn đề thuế, di trú, cộng thêm là về Medicare. Tại vì có rất là nhiều quý vị đã gọi cho anh em của chúng tôi và yêu cầu có thêm những cái chương trình, những cái kiến thức rộng hơn, đề tài nhiều hơn để quý vị đặt rất là nhiều câu hỏi. Thì xin hẹn lại quý vị tuần sau để mà anh em của chúng tôi sẽ có thêm những cái đề tài mới cho quý vị. Và xin kính chúc quý vị có một bữa tối bên gia đình thật là đầm ấm và hạnh phúc. Xin kính chào quý vị.